Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 27 tháng 4 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Phan Văn Giang đem Biển Đông đổi lấy tình hữu nghị. Câu chuyện Phan Văn Giang gặp Ngụy Phượng Hòa là một trường hợp bất thường. Bất thường vì một tướng võ mà lại có hành động nhu nhược rất khác thường. Mỗi hành động như vậy không thấy thiệt hại nhiều cho quốc gia, nhưng nhiều hoạt động cộng lại thì rất có thể Việt Nam phải mất mát đáng kể. Việt Nam muốn làm bạn với Trung Quốc như thế nào? Đó là quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, một khi đã đụng tới chủ quyền quốc gia, thì Đảng Cộng sản Việt Nam cần phải tôn trọng nguyện vọng của nhân dân. Chủ quyền là của nhân dân, không phải là của Đảng Cộng sản. Đây là hình ảnh tướng Phan Văn Giang đón tiếp long trọng Ngụy Phượng Hòa. Biển Đông là tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới, không chỉ có giá trị chiến lược về kinh tế, thương mại và quốc phòng, an ninh, mà còn có giá trị chiến lược về địa chính trị. Vùng này vốn thuộc chủ quyền của Việt Nam lâu đời. Tuy nhiên, từ khi có đường chín đoạn của Trung Quốc vẽ ra để xí phần thì Việt Nam đã mất chủ quyền. Trung Quốc là quốc gia hùng mạnh. Tuy nhiên, việc nước này hùng mạnh không có nghĩa là Việt Nam phải mềm dẻo và nhượng bộ trước những đòi hỏi phi lý của họ. Như việc để mất Hoàng Sa vào năm 1974 là một minh chứng cho thấy Trung Quốc mạnh hơn Việt Nam rất nhiều. Tuy nhiên, Việt Nam Cộng Hòa không hề dâng chủ quyền cho giặc, mà là phải chiến đấu tới cùng cho dù có hy sinh, mất mát. Với Đảng Cộng sản Việt Nam, người dân không bắt buộc phải thắng Trung Quốc, nhưng người dân cần Đảng Cộng sản Việt Nam phải cứng rắn và quyết không nhượng một tấc đất nào cho giặc. Tuy nhiên, điều mong ước ấy của nhân dân bao lâu nay đã bị Đảng Cộng sản Việt Nam phớt lờ. Mặc dù người dân bị Đảng Cộng sản Việt Nam xem thường trắng trợn như vậy, nhưng dân cũng không làm gì được, vì thế Đảng Cộng sản cứ nhượng bộ hết lần này đến lần khác. Và dư luận cho rằng hiện nay Đảng Cộng sản Việt Nam đang nhu nhược nấp bóng biện pháp hòa bình. Giải quyết bằng biện pháp hòa bình nghĩa là dẹp súng đạn qua một bên, tất cả chỉ dùng lý để tranh luận, kể cả dùng biện pháp kiện ra tòa quốc tế. Trong biện pháp hòa bình không được phép nhu nhược nhượng bộ. Với một quốc gia yếu hơn Trung Quốc rất nhiều, Việt Nam cần làm việc với phía Trung Quốc bằng biện pháp hòa bình là điều rất đúng. Điều đáng nói là hiện nay Đảng Cộng sản Việt Nam đang dùng từ biện pháp hòa bình để bao biện cho những nhượng bộ của họ trước Trung Quốc. Đảng Cộng sản hay nói về từ tích cực hợp tác giữ gìn hòa bình, ổn định để đem lại lợi ích chung. Tuy nhiên, cách mà Trung Quốc đối xử với Việt Nam là bất bình đẳng, nhưng Việt Nam vẫn chấp nhận. Tờ báo Quân đội Nhân dân dẫn lời ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và ông Hoàng Xuân Chiến, Thượng tướng Thứ trưởng rằng Việt Nam có quan điểm nhất quán là giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, kiểm soát tốt bất đồng trên biển, không làm phức tạp tình hình, không có hành động vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực. Thực tế thì những nước trong khu vực Đông Nam Á không nước nào đủ khả năng dùng vũ lực hay đe dọa vũ lực Trung Quốc. Họ cũng dùng biện pháp hòa bình để nói chuyện với Trung Quốc. Tuy nhiên, biện pháp hòa bình của họ không nhu nhược như Việt Nam. Đấy là điều khác biệt. Đây là hình ảnh tàu vũ trang trá hình của Trung Quốc neo đậu rất đông tại đảo Ba Đầu. Ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam có Tổng Bí thư mới và Thủ tướng mới, Trung Quốc đã quậy ở Biển Đông để thử thái độ của nhóm lãnh đạo mới này. Đấy là lá bài quen thuộc mà Bắc Kinh hay dùng, và mỗi phép thử như vậy, chính quyền Hà Nội cũng hiểu ý. Sau khi Trung Quốc đã có động thái ở bãi đá Ba Đầu, thì phía Việt Nam cũng đã lên tiếng, tuy nhiên vẫn như mọi khi, thay vì phản đối, Việt Nam lại có những hành động thắt chặt mối quan hệ với phía Trung Quốc. Truyền thông Việt Nam cho rằng các tàu tại bãi đá Ba Đầu là tàu dân binh chứ không phải là tàu quân sự. Đây là hành động bao biện cho phía Trung Quốc. Thực chất tàu dân binh của Trung Quốc là tàu hải quân trá hình. Họ neo đậu tại bãi đá Ba Đầu nhằm mục đích phục vụ mưu đồ kiểm soát địa thực. Vẫn như mọi khi, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng vẫn nói những câu phản đối chiếu lệ như con robot được lập trình sẵn rằng Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Cũng có nhiều nguồn dư luận cho rằng tướng Phan Văn Giang đã xem thường chủ quyền quốc gia. Trong khi phía Trung Quốc dùng tàu dân binh của họ tập hợp tại bãi đá Ba Đầu để khẳng định yêu cầu chính sách đường lưỡi bò, thì phía Việt Nam, ông Phan Văn Giang đã đón tiếp trọng thể ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa là có ý gì? Đây là hình ảnh ông tướng Phan Văn Giang của Việt Nam. Là một vị bộ trưởng mới lên nhưng dường như ông xem nhẹ chủ quyền và xem trọng tình hữu nghị với Trung Quốc hơn. Trọng tâm của các bất đồng này là tranh chấp chủ quyền liên quan đến các quần đảo
Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như yêu sách đường lưỡi bò của Trung Quốc mà Việt Nam thẳng thắn bác bỏ, hoặc ít nhất là ông Phan Văn Giang cũng cần phải có thái độ phản đối như hủy cuộc gặp. Đằng này, ông Giang lại xem thứ hình tình hữu nghị viển vông giữa Việt Nam với Trung Quốc cao hơn chủ quyền thiêng liêng của đất nước. Không biết ông Phan Văn Giang có nhớ hơn một tháng trước, người dân Việt Nam đã tưởng niệm sự kiện xung đột tại bãi đá Gạc Ma vào ngày 14 tháng 3 năm 1988. Trong đó, tàu chiến Trung Quốc đã nã đạn nổ súng, giết chết tới 64 quân nhân của quân đội nhân dân Việt Nam hay không? Hay là ông biết nhưng ông đã phớt lờ? Trong diễn biến mới nhất, sự việc Trung Quốc dùng khoảng 200 tàu quân sự trá hình neo đậu dài ngày từ ngày 3 tháng 4 và đến tận cuối tháng 4 năm nay ở bãi đá Ba Đầu thuộc quần đảo Trường Sa một lần nữa đã sới lên rằng dã tâm muốn chiếm gọn Biển Đông và ý đồ luôn lấn tới mỗi khi Việt Nam tỏ ra nhu nhược là mưu đồ không bao giờ từ bỏ của phía Trung Quốc. Được biết, bãi đá Ba Đầu nằm trong phạm vi lãnh hải của đảo Sinh Tồn Đông do Việt Nam kiểm soát, do đó thuộc chủ quyền của Việt Nam. Trong khi đó, phía Trung Quốc luôn coi tất cả những gì nằm trong phạm vi đường lưỡi bò là thuộc về họ. Vấn đề tranh chấp trên Biển Đông được đặt vai trò quan trọng trong đối thoại chiến lược quốc phòng cấp thứ trưởng của Việt Nam Trung Quốc lần thứ 7 diễn ra tại thành phố Đông Hưng vào ngày 23 tháng 4. Giải quyết tranh chấp mà phía Việt Nam cứ sợ với Trung Quốc nổi giận thì xem như thua ngay từ trong tư tưởng. Và cuộc đối thoại diễn ra dưới sự đồng chủ trì của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Hoàn Xuân Chiến và Phó Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp Quân ủy Trung ương Trung Quốc, Trung tướng Thiệu Nguyên Minh. Và chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay là gì? Ông Phan Văn Giang có được chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng nhờ hợp ý Đảng. Chính vì vậy, kỳ vọng hành động cứng rắn hợp lòng dân của ông tướng như Phan Văn Giang là điều không tưởng. Tình hình Biển Đông căng thẳng về cơ bản cũng là do phía Trung Quốc gây ra. Hiện nay người ta xem điều đó như là điều tất yếu rồi. Và vấn đề là cách hành xử của các quốc gia bị ảnh hưởng là thế nào mà thôi. Quyền lợi quốc gia là có giới hạn, có chủ trương nhịn để mưu tình hữu nghị thì không sớm thì muộn, Việt Nam cũng phải trả giá đắt. Nếu giải quyết về bên ngoại giao mà không có đường giải thoát, thì Việt Nam cần phải gần gũi hơn nữa với Mỹ và các nước phương Tây để kéo liên minh về cho mình. Biển Đông và khu vực Đông Nam Á là khu vực có vị trí chiến lược mà Mỹ rất muốn gây ảnh hưởng mạnh mẽ hơn nữa để kìm hãm cường quốc lưu manh số 1 thế giới là Trung Quốc. Đảng Cộng sản Việt Nam hiểu được điều đó chứ không phải họ không hiểu. Tuy nhiên, họ luôn giữ khoảng cách với Mỹ và chỉ trao đổi trong quan hệ kinh tế. Ngoài những lĩnh vực kinh tế thì Đảng Cộng sản Việt Nam rất dè chừng Mỹ. Đảng Cộng sản Việt Nam làm như vậy có nghĩa là Đảng Cộng sản Việt Nam đã dùng thuận lợi của đất nước để đổi lấy sự an toàn cho Đảng. Đó là điều đáng buồn bởi vì dân không có quyền lực gì nên đành bất lực. Và việc đón tiếp ông Ngụy Phượng Hòa đang cùng đoàn đại biểu quân sự cấp cao Trung Quốc, điều đó cho thấy chủ trương của Đảng là nhất quán, thân với Trung Quốc hơn rất nhiều. Và dường như họ sẵn sàng bỏ quyền lợi quốc gia để gần gũi với Trung Quốc. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng chủ trương thế nào thì ông Phan Văn Giang cũng chủ trương như thế. Trong tình hình Biển Đông như vậy mà Việt Nam đã dùng nhiều mỹ từ để nhấn mạnh tình hữu nghị giữa hai nước cũng như mong muốn củng cố hợp tác, xóa bỏ bất đồng là điều đáng thất vọng. Tờ báo Thanh Niên dẫn lời Bộ trưởng Phan Văn Giang cho biết, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay, hơn 70 năm qua, mặc dù có lúc thăng trầm, nhưng thực tiễn lịch sử cho thấy hữu nghị và hợp tác luôn là dòng chảy chính trong quan hệ hai đảng, hai nước. Việt Nam sẽ không bao giờ đứng vững, không sức mẻ gì với Trung Quốc được nếu Đảng Cộng sản Việt Nam còn cầm quyền lãnh đạo đất nước và người dân Việt Nam. Với gần 100 triệu người dân đã bị gạt ra ngoài lề. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm đê ngày hôm nay thứ ba ngày 27 tháng 4 năm 2021 với bản tin Phan Văn Giang đem Biển Đông đổi lấy tình hữu nghị. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm đê.